Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Nói đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, người Việt Nam hẳn cũng sẽ nghĩ tới hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đầu tiên. Đây quả thực là hai quần đảo đã chứng kiến và ghi dấu rất nhiều máu, nước mắt của quân và dân Việt Nam trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ. Tuy nhiên, ngoài khơi xa không chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam còn có Bạch Long Vĩ, cũng là quần đảo bị láng giềng Trung Quốc lôi vào các cuộc tranh giành cãi vã trên các diễn đàn truyền thông. Một số ý kiến trách móc Trung Quốc cho Việt Nam mượn đảo Bạch Long Vĩ để kháng chiến cứu nước, nhưng Việt Nam mượn xong lại không trả lại. Một số khác thì lại trách ngược lại chính quyền Bắc Kinh rằng lãnh đạo Trung Quốc đã mang đất cát của mình ra để sang nhượng lại cho Việt Nam. Thế nhưng dẫu trách móc thế nào thì chung quy lại, họ vẫn cho rằng đảo Bạch Long Vĩ là của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Vậy thì câu trả lời thỏa đáng và chính xác nhất cho những tranh cãi này là gì? Video ngày hôm nay chúng ta cùng giải đáp nhé! Đầu tiên, báo chí truyền thông Trung Quốc luôn tuyên truyền rằng chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ vốn dĩ thuộc về họ. Việt Nam đã mượn một hòn đảo của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Mỹ, đến nay đã hơn 60 năm mà vẫn chưa trả lại. Bài báo đăng trên Baidu viết rằng Việt Nam, một quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, từng thuộc Trung Quốc một thời gian dài trong lịch sử và họ từng là chư hầu của Trung Quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa của Trung Quốc. Cho đến cuối thời nhà Thanh thì mới dỡ bỏ mối quan hệ chư hầu này. Tuy nhiên, trong phong trào giải phóng độc lập và chiến tranh chống Mỹ xâm lược của Việt Nam sau đó, Trung Quốc vẫn ra sức viện trợ để giúp đỡ Việt Nam. Thế mà Việt Nam lại nhân cơ hội này để chiếm một hòn đảo của Trung Quốc, đó là đảo Bạch Long Vĩ. Hòn đảo này nằm giữa Trung Quốc và Việt Nam, chỉ cách đảo Hải Nam 130 km và có diện tích khoảng 2,5 km². Đảo này lớn hơn bất kỳ bãi đá ngầm nào ở quần đảo Trường Sa trước khi nó được cải tạo. Tờ báo miêu tả số phận Bạch Long Vĩ khá gập ghềnh. Cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc bị ngoại bang xâm lược, Việt Nam không thoát khỏi việc bị Pháp trực tiếp xâm lược. Chính quyền nhà Thanh hèn nhát và bất tài để ngăn cản Pháp xâm lược, Trung Quốc đã chủ động giao đảo Bạch Long Vĩ cho thực địa của Pháp ở Việt Nam. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đảo Bạch Long Vĩ bị Nhật Bản chiếm đóng. Thế chiến kết thúc, Nhật thua trận đầu hàng. Cũng là lúc Trung Quốc chính thức lấy lại đảo, tưởng rằng đảo Bạch Long Vĩ có thể phát triển vững chắc trong sự bao bọc của đất mẹ. Thế nhưng vào năm 1995, Hoa Kỳ bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam, gây nên cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm mà ngày nay chúng ta biết đến, đó là sự kiện chiến tranh Việt Nam hay người Việt Nam còn gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do vị trí chiến lược của đảo Bạch Long Vĩ là khá đắc địa, Việt Nam rất muốn thành lập một căn cứ quân sự trên hòn đảo này để có thể theo dõi máy bay chiến đấu của Mỹ và làm trạm trung chuyển vật chất để chống lại cuộc tấn công ác liệt của Mỹ. Bởi vậy, cho nên Việt Nam đã hỏi mượn đảo của Trung Quốc và hứa sẽ trả ngay khi chiến tranh kết thúc. Trung Quốc đã cân nhắc rất nhiều lần và cuối cùng đã đồng ý cho láng giềng mượn đảo Bạch Long Vĩ để kháng chiến cứu nước. Lúc đó, Trung Quốc đang ngấm ngầm giúp đỡ Việt Nam, Hoa Kỳ không hề hay biết. Vì thế, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã không ném bom vào đảo Bạch Long Vĩ bởi vì cho rằng đó là địa phận của Trung Quốc. Việt Nam đã tận dụng được lợi thế này để phát hiện ra nhiều máy bay ném bom của Mỹ và thoát khỏi rất nhiều cuộc tấn công đánh lén. Cuộc chiến kéo dài 20 năm cuối cùng Bắc Việt đã thắng. Chiến thắng này có một phần không nhỏ nhờ vật đảo Bạch Long Vĩ do Trung Quốc cho mượn. Thế nhưng ai ngờ rằng Việt Nam sau khi thắng trận thì trực tiếp thất hứa. Nước này không thừa nhận rằng đã mượn đảo Bạch Long Vĩ của Trung Quốc, thậm chí còn tuyên bố rằng hòn đảo này ban đầu vốn thuộc về Việt Nam và nhiều lần khiêu khích Trung Quốc khiến cho quan hệ của hai nước ngày càng xấu đi. Ngày nay, đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc quyền kiểm duyệt thực tế của Việt Nam với hơn 10 pháo hạm lớn, nhỏ và một số công sự kiên cố do Hải quân Việt Nam đồn trú ở biển Hoa Đông. Sau khi đổ bộ lên đảo Bạch Long Vĩ, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó là ngài Nguyễn Minh Chiết đã tuyên bố Việt Nam không cho phép người khác xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo của Việt Nam. Việt Nam sẽ không nhượng bộ một tấc đất nào cho bất kỳ ai. Dù là đảo nhỏ nhưng Bạch Long Vĩ là tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh, quốc phòng lẫn kinh tế xã hội. Hành vi vô ơn này thật đáng bị lên án. Hơn 60 năm đã trôi qua, Việt Nam vẫn không chịu trả lại đảo Bạch Long Vĩ cho Trung Quốc. Bội tín như vậy, nếu sau này có xảy ra chiến tranh sẽ chẳng có ai tin tưởng và muốn giang tay giúp đỡ nữa. Đó là toàn bộ nội dung bài báo mà phía Trung Quốc tuyên truyền về chủ quyền hòn đảo Bạch Long Vĩ. Tiện thể,
còn kể lể công trạng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh và tố Việt Nam vô ơn. Tuy nhiên, nhìn lại tiến trình lịch sử của kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, chúng ta sẽ thấy ngay điểm bất hợp lý trong lời kể của báo chí Trung Quốc, bởi theo như Trung Quốc nói là họ cho chúng ta mượn đảo từ năm 1955 để đánh Mỹ. Thế nhưng thực tế năm 1955 chiến tranh Việt Nam vẫn chưa nổ ra, mà phải tới sau năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, các cuộc tập kích bằng đường không của quân đội Mỹ đánh ra miền Bắc nước ta mới bắt đầu, và đến năm 1965 quân đội Mỹ mới chính thức tấn công ổ ạt vào Việt Nam. Vậy thì Việt Nam cần mượn đảo từ cách đó cả chục năm để làm gì? Đây rõ ràng là tài năng biên kịch của các nhà báo Trung Quốc để hợp thức hóa cái thuyết Việt Nam mượn đảo của Trung Quốc mà thôi. Thứ hai, trong bài báo nêu trên, chúng ta không hề thấy Trung Quốc đả động gì đến lịch sử hình thành của hòn đảo này, mà chỉ nói về vị trí địa lý và tình trạng đảo đã từng qua tay những ai trong thời kỳ chiến tranh, rồi ấn định chủ quyền thuộc về Trung Quốc. Vậy thì phải chăng lịch sử hình thành của hòn đảo này có gì khuất tất, hay là chính Trung Quốc cũng không nắm được điều này? Trong khi đó, Việt Nam luôn nắm rất rõ các kiến thức này. Báo chí Việt Nam từng viết về quá trình hình thành và phát triển của huyện đảo Bạch Long Vĩ như sau. Bạch Long Vĩ là hòn đảo nằm giữa vịnh Bắc Bộ. Ngoài cái tên đuôi rồng trắng trước đây, còn có tên là đảo Vô Thủy, nghĩa là không có nước. Sau này có thời kỳ gọi là Phù Thủy Châu, có nghĩa là hòn ngọc nổi trên mặt nước. Đến nay, vẫn còn di tích làng Thủy Châu trên đảo. Cho đến thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, trên đảo Bạch Long Vĩ không có dân cư sinh sống. Đảo chỉ là nơi tránh gió của ngư dân trên biển. Đến năm 1920, sau khi tìm được giếng nước ngọt, dân cư vùng Quảng Yên, Việt Nam tìm tới đây sinh sống lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi trồng trọt trên đảo và khai thác hải sản dưới biển. Năm 1937, chính quyền Bảo Đại phái người tới đảo lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý tưởng trên đảo. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật hất cảng Pháp ở Đông Dương và cho quân ra đảo tước khí giới của binh lính Bảo Đại. Năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương tiếp tục khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo. Tới năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, lực lượng phản cách mạng Trung Quốc chạy ra đảo Bạch Long Vĩ, lấy đảo làm điểm trú chân. Do tầm quan trọng của đảo đối với việc bảo vệ lãnh thổ hai nước, tháng 7 năm 1955, quân giải phóng Trung Quốc đã đổ bộ lên đảo, đánh đuổi bọn Quốc dân đảng và quản lý đảo. Ngày 16 tháng 1 năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tiếp quản đảo để quản lý và khai thác, khẳng định chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với đảo, vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quanh đảo theo quy định của luật biển quốc tế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 49, quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Cũng trong năm này, trên đảo đã có hợp tác xã nông ngư gồm 63 lao động chính và 31 lao động phụ, có 22 hectare đất canh tác, 11 thuyền, 2 tàu đánh cá và các ngư lưới phục vụ đánh bắt hải sản. Cuối năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân của quân đội Mỹ diễn ra ngày càng quy mô và ác liệt. Toàn bộ dân cư trên đảo đã được sơ tán về đất liền. Từ năm 1965 cho đến năm 1992, trên đảo chỉ có lực lượng vũ trang là tiểu đoàn 152, sau này là trung đoàn 952, vùng 1 hải quân làm nhiệm vụ chiến đấu, canh phòng và bảo vệ đảo, cùng vùng biển xung quanh. Ngày 9 tháng 12 năm 1992, chính phủ ra Nghị định số 15 quy định thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng. Ngày 26 tháng 2 năm 1993, Hải Phòng đã tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên sinh sống và làm việc tại đảo. Ngày 27 tháng 7 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 379 phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ. Như vậy, xét cả trên phương diện lịch sử và pháp lý, chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ đã thuộc về Việt Nam. Trước thời điểm Công ước Pháp Thanh 1887, đảo Bạch Long Vĩ có thể xem là một hòn đảo vô chủ. Sau đó, do hiệu quả Công ước năm 1887, đảo này đã thuộc về chủ quyền của Việt Nam và phía nhà cầm quyền Trung Hoa đã không, thậm chí là chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Việt Nam đã quản lý và khai thác kinh tế liên tục từ năm 1887 cho đến nay. Vào năm 2000, khi hai quốc gia ký kết Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ cũng đã được xác định thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những khẳng định này cũng đồng thời là câu trả lời cho câu hỏi có hay không chuyện lãnh đạo Trung Quốc bán đảo Bạch Long Vĩ cho Việt Nam. Sở dĩ từng có câu hỏi như vậy là vì vào năm 1947,
Trung Hoa Dân Quốc khai sinh ra cái gọi là đường lưỡi bò, đã khoanh vùng cả đảo Bạch Long Vĩ và bản đồ Trung Quốc. Cho nên dựa vào căn cứ này, một bộ phận chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tin vào đó để nói rằng lãnh đạo Trung Quốc bán biển cho Việt Nam. Nhưng rõ ràng, ngay từ cái gọi là đường lưỡi bò đã phi pháp thì làm sao có thể nảy ra một cuộc trao đổi mua bán nào ở đây? Hơn nữa, điều quan trọng cần khẳng định lại, xét cả trên phương diện lịch sử và pháp lý, chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ là của Việt Nam. Thực tế lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn có dạ tâm và hành động bành trướng dù ở bất kỳ thời điểm nào. Điều đáng lên án hơn nữa đó là Việt Nam, một dân tộc luôn ưa chuộng hòa bình, hữu nghị, lại liên tục trở thành nạn nhân trong cái dạ tâm độc địa ấy của Trung Quốc. Thế nhưng với truyền thống dựng nước và giữ nước, với ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, đồng bào Việt Nam quyết không để lọt tay từng tấc đất, ngọn núi, con sông. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.